Trong tuần qua, từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 5, tại tổng công ty và các đơn vị tiếp tục diễn ra nhiều hoạt động đáng chú ý. Sau đây là một số tin tức nổi bật. Ngày 18 tháng 5, Bưu điện tỉnh Hải Dương, đại diện tổng công ty, ký kết thỏa thuận hợp tác với nhà sản xuất, thu mua vải và nông sản của Hải Dương để đưa lên sàn thương mại điện tử Postmart. Trong ngày đầu tiên giới thiệu vải thiều Thanh Hà lên sàn Postmart, đã tiêu thụ được 200kg vải. Ngày 19 tháng 5 năm 2021, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tham gia cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tới thăm và tặng quà cho trẻ em, học sinh khuyết tật tại Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật huyện Thanh Oai và Trường phổ thông cơ sở dân lập dạy trẻ em cầm điếc Hà Nội. Ngày 20 tháng 5, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tiếp nhận vận chuyển 100 máy thở V-Smart VFS 410 do Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội hữu nghị Việt Nam, Ấn Độ và Tập đoàn Vingroup ủng hộ nhân dân Ấn Độ, góp phần hỗ trợ nước bạn sớm vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Ngày 17 tháng 5 năm 2021, Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào vận hành trung tâm khai thác tại số 270 bis Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trung tâm đầu tiên trong kế hoạch xây dựng và đưa vào vận hành 3 trung tâm khai thác lớn tại thành phố mang tên Bác. Bưu điện tỉnh Kiên Giang phối hợp với công ty Điện lực Kiên Giang tổ chức tập huấn trực tuyến các dịch vụ nằm trong thỏa thuận hợp tác của hai đơn vị được triển khai trong thời gian tới. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Bưu điện các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện giải pháp đảm bảo mục tiêu mở rộng hiệu quả người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, vừa đảm bảo đúng các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, đạt những kết quả nhất định. Bắt đầu từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5, Bưu điện tỉnh Điện Biên hỗ trợ vận chuyển miễn phí hàng nhu yếu phẩm phục vụ chống dịch COVID-19 đến xã Sipa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Ngày 20 tháng 5, Bưu điện tỉnh Bình Định phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp hướng dẫn kiểm tra hàng hóa kinh doanh và các tình huống xử lý khi có sự việc xảy ra khi giao nhận vận chuyển hàng hóa qua đường bưu điện. Trước những diễn biến vô cùng phức tạp của dịch COVID-19, các đơn vị trên mạng lưới đã triển khai các biện pháp phòng dịch để bảo vệ người lao động như cấp phát, trang bị vật tư y tế, bổ sung kính chắn giọt bắn, quần áo bảo hộ y tế cho địa bàn có diễn biến phức tạp tại Lào Cai, thực hiện xét nghiệm PCR cho người lao động, làm vách ngăn cho tất cả các quầy giao dịch bưu cục cấp 1, 2, 3 tại Vĩnh Phúc. Tuần qua, lãnh đạo chuyên môn và công đoàn tổng công ty đã ký các quyết định hỗ trợ người lao động toàn tổng công ty trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và ảnh hưởng khắc nghiệt của thời tiết mùa hè với số tiền trên 2,8 tỷ đồng. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia đi bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đoàn tổng công ty và các cơ sở đoàn trực thuộc triển khai thực hiện chiến dịch truyền thông cùng nhau đi bầu trên nền tảng mạng xã hội. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Đoàn Bưu điện tỉnh Hòa Bình chung tay thực hiện công trình thanh niên sân chơi thiếu nhi. Đoàn công ty vận chuyển và kho vận Bưu điện phun khử khuẩn sàn khai thác, xe thư và trồng hơn 100 cây xanh xung quanh khu vực khai thác. Đoàn viên thanh niên Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh ra quân 90 ngày đêm hỗ trợ thúc đẩy bán hàng qua kênh P-Shop. Đoàn cơ sở Bưu điện tỉnh Bạc Liêu dâng hương tưởng niệm tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.